Cơ chế nào kéo nhà đầu tư BBB cao tốc Bắc Nam thoát khỏi cửa tử? Nếu cơ quan chức năng không kích hoạt một cơ chế, chính sách đặc thù, nhà đầu tư của các dự án sẽ rơi vào cửa tử. Khác với hợp đồng của các dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách, đầu tư công, được điều chỉnh giá theo hệ số khi có biến động, thì hợp đồng của 3 dự án cao tốc Bắc Nam thực hiện theo hình thức đối tác công tư BBB lại chốt cứng từ đầu theo đơn giá cố định. Ngay từ thời điểm Bộ Giao thông Vận tải, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư ký kết, trong hợp đồng chỉ quy định về trượt giá và chỉ số trượt giá cũng được tính toán ngay trong tổng mức đầu tư của mỗi dự án. Trong khi đó, giá cả vật liệu xây dựng thời gian qua tăng đột biến, chỉ tính riêng biến động của một số loại vật liệu chính đã tăng khoảng 20-30%. Nếu cơ quan có thẩm quyền không kích hoạt điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng để tháo gỡ, thì nhà đầu tư của 3 dự án BBB cao tốc Bắc Nam gồm Diễn Châu, Bãi Vọt, Nha Trang, Cam Lâm và Cam Lâm, Vĩnh Hảo chắc chắn sẽ không thoát khỏi cửa tử. Chia sẻ với phóng viên tạp chí Giao thông Vận tải, ông Lê Đức Thọ, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Senco 4, đại diện liên danh nhà đầu tư dự án BBB cao tốc Diễn Châu, Bãi Vọt cho biết, hợp đồng của các dự án cao tốc Bắc Nam thực hiện bằng hình thức đầu tư công như Mai Sơn, quốc lộ 45, quốc lộ 45, Nghi Sơn đều có quy định rõ ràng về điều khoản điều chỉnh giá. Tuy nhiên, trong hợp đồng của 3 dự án BBB cao tốc Bắc Nam gồm Diễn Châu, Bãi Vọt, Nha Trang, Cam Lâm và Cam Lâm, Vĩnh Hảo không có quy định về điều khoản này. Thay vào đó là quy định về điều khoản trượt giá trong chi phí dự phòng. Thế nhưng, chỉ số trượt giá được tính rất thấp, chỉ khoảng 3,05% và cũng bị khóa cứng trong tổng mức đầu tư. Đại diện cơ quan bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng giao thông, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Dũng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam, VARSI, nói với tạp chí Giao thông Vận tải, đối với những hợp đồng BBB áp dụng đơn giá cố định, cơ quan chức năng cần sớm có cơ chế tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, bởi bảo giá vật liệu là do các yếu tố khách quan. Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên tạp chí Giao thông Vận tải, đại diện vụ đối tác công tư BBB Bộ Giao thông Vận tải cho biết, hợp đồng đã ký giữa Bộ Giao thông Vận tải và nhà đầu tư 3 dự án BBB cao tốc Bắc Nam là những hợp đồng theo đơn giá cố định. Chỉ số trượt giá đã được tính toán trong tổng mức đầu tư của các dự án khoảng 3,05%.